Ở tâm bay đó, Phật tử mình người cũ nhiều, người mới ít, phải không? Hôm rồi đi Đà Lạt thì có một số Phật tử trong ngành giáo viên tới thăm hỏi đạo lý. Nhân hỏi đạo lý và có cái câu chuyện nói qua lại, hôm nay tôi thuật lại cho quý vị nghe. Đó là cái đề tài nói chuyện hôm nay luôn. Khi lại thì một số giáo viên nam và nữ họ hỏi tôi thế này: hỏi thưa thầy, cái đạo Phật là bi quan hay là lạc quan? Thì tôi thì cái tạch không có chịu trả lời liền, tôi phải trả lại. Tôi hỏi như vậy thì trong số quý Phật tử đây quan niệm đạo Phật là bi quan hay là lạc quan? Rồi liền trong đó có một số anh em giáo viên bên nam trả lời với tôi rằng theo tụi con thấy thì đạo Phật là bi quan. Tôi hỏi tại sao mà biết đạo Phật là bi quan, thì mấy anh em nó mới dẫn chứng, nói rằng trong kinh Phật thường nói, Phật nói rằng nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước bể cả. Như vậy thì không bi quan là gì? Rồi lại thì trong kinh Phật lại nói cuộc đời là bể khổ, bi quan hơn, bi quan khó khăn. Rồi cộng thêm nữa, trong cái buổi thuyết pháp đầu của Đức Phật đạt bài thuyết pháp ở vườn Lộc Uyển là bài nói về cái gì? Tứ diệu đế. Mà trong tứ diệu đế cái đầu là gì đế? Khổ đế. Khổ đế. Vậy không bi quan cái gì? Đó là ba cái dẫn chứng. Rồi cộng thêm nữa, nói rằng đạo Phật mở miệng nói thì nó cuộc đời là vô thường, làm ta dễ chết, phải không? Đó. Rồi tới thân này thì nó thân này là bất tịnh, là nhớt nhúa. Như vậy thì những cái điều đó cộng lại thì thấy rõ ràng đạo Phật là bi quan, phải không? Nói cái gì cũng nghe chán, nghe buồn, không hổng bi quan là gì đó. Rồi thì cái một số giáo viên khác họ đứng ở lập trường Phật tử chống lại, họ nói rằng đạo Phật là lạc quan chứ không bi quan. Thì mấy người này lập luận lại, nói lạc quan sao? Thì họ nói rằng đạo Phật là cái đạo chủ trương diệt khổ. Phật nói khổ để mà diệt khổ, mà diệt khổ thì đâu phải là bi quan. Thì bi quan tức là thở dài, than ngán, muốn đi tự tử, thấy không? Còn cái này sao diệt khổ thì diệt khổ, mà bi quan chỗ nào? Đó là một cái lý thứ nhất. Lý thứ hai nữa, họ nói đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ. Mà từ bi cứu khổ tức là phải lăn xả vào trong đời để làm cho chúng sinh bớt khổ. Mà đã làm cho mọi người bớt khổ và bi quan chỗ nào? Thì quý vị thấy hay không? Ai trúng ai chặt. Người thì nói bi nghe cũng hợp lý, và người nói lạc thì nghe cũng hợp lý. Nhưng mà tới cuối cùng thì hai bên họ cãi nhau. Nhưng mà trong cái cãi của cái người mà đứng về lập trường Phật tử thì họ cãi rộng. Thì nói cái từ bi, họ nói rằng đạo Phật là đạo diệt khổ, thì họ mới dẫn chứng, họ nói rằng ví dụ trong cái pháp tứ đế đầu tiên Đức Phật nói là khổ đế, phải không? Khổ đế, nhưng mà Phật nói khổ rồi nghe đó dừng thì bi quan, nhưng mà Phật đâu có dừng, nói khổ đế rồi thì Phật liền hỏi cái khổ này từ đâu mà có. Đó, để phân tới cái tập đế, tức là tìm ra nguyên nhân của nó. Như vậy thì nói cái khổ quả, rồi phân tới cái nguyên nhân của cái khổ. Khi phân tới nguyên nhân khổ rồi làm sao nữa? Dừng đó chưa? Rồi tìm cách tiêu diệt cái nguyên nhân đó. Mà nguyên nhân khổ mà diệt hết rồi thì sao? Thì hãy khổ, nhưng mà muốn diệt nó phải có phương pháp, đó là đạo đế.
Như vậy thì đạo Phật nói khổ để tìm nguyên nhân, rồi cái áp dụng phương pháp để diệt nó. Giống như ông thầy thuốc, bệnh nhân khi mà cái bệnh trầm trọng mà cái người bệnh họ không biết thì ông bác sĩ trước phải nói sao? Nói cái bệnh này là nguy hiểm, phải không? Bây giờ họ không biết, họ không bác sĩ, thì cái người biết thì phải nói bệnh này là nguy hiểm, phải gấp trị. Rồi khi người ta chịu trị thì ông bác sĩ phải sao nữa? Cái triệu chứng này do cái vi trùng gì hay là từ nguyên nhân nào đó, thì phân tiền tới vi trùng và tới nguyên nhân rồi thì mới sao, mới tìm thuốc, thuốc nào để mà diệt vi trùng đó. Thì để thuốc rồi thì thuốc mà đúng rồi thì vi trùng nó bị tiêu diệt, mà vi trùng tiêu diệt thì cái bệnh nó lành hay là không lành. Như vậy thì ông bác sĩ hay là ông thầy thuốc ban đầu nói cái bệnh nó là nguy hiểm là nói tính cách bi quan hay lạc quan? Bi quan hay lạc quan? Mới nghe dường như bi quan, phải không? Nhưng mà nói để rồi truy nguyên, để tìm cái nguồn gốc, tìm nguồn gốc rồi tìm cách tiêu diệt, mà tìm cách tiêu diệt hết cái bệnh rồi, cái nhân bệnh hết thì tất nhiên quả bệnh nó lạnh. Thì như vậy đó là đưa người ta tới khổ và tới vui. Ta nói khổ để đưa tới vui làm sao mà bi quan được, phải không? Thì người đó có lý chưa? Đó, rồi tới một lý luận thứ hai nữa là người đó nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ chúng sanh. Bây giờ chúng sinh ở trên thế gian này ai cũng cảm thấy mình là khổ, nhưng mà không dám nhận. Chỉ một ít người dám nhận, còn đa số không dám nhận, rồi tìm cách đánh lạc hướng, nói cuộc đời là hạnh phúc, là vui tươi, là này là nọ, là lạc hướng chơi. Cái sự thật nó là đau khổ, phải không? Nhưng mà không dám nhận ngay cái đau khổ đó, cho nên rồi mới tìm cái này cái kia tô điểm cho nó có cái vẻ vui một chút. Bây giờ đạo Phật biết rõ cái khổ của con người, cho nên mới chính Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các vị A La Hán mới tìm cách làm sao tiêu diệt những cái đau khổ đó để cho chúng sinh được vui. Thì như vậy là vì lòng từ bi, đạo Phật cứu khổ chúng sinh, tìm đủ mọi cách bằng phương pháp này, bằng phương pháp nọ để mà giải cứu cho họ hết khổ. Thì như vậy làm sao nói đạo Phật bi quan được? Đó là hai bên, chứ nãy giờ chưa thấy kiến của tôi. Hai bên thật sự cãi qua cãi lại. Nhưng mà giờ quý vị đứng với cái mặt khách quan mà nghe, thì quý vị chấp nhận ai? Người trước trứng hay người sau trứng? Đó, bây giờ tới phần của tôi thì tôi mới giải thích rằng đạo Phật không phải bi quan mà cũng không phải lạc quan luôn. Tại sao vậy? Bởi vì quan niệm người đời nói cái gì bi quan á thì chỉ cho những con người mà chán nản, ê chề, ưng tự xử, không ưng sống, phải không? Đó là cái quan niệm bi quan. Còn nói lạc quan á là những người nào sân sáo tìm đuổi dục lạc thế gian để mà được hưởng được nhiều, thì đó quả đó là lạc quan. Thì như vậy hai cái đó không giống gì với đạo Phật hết, phải không? Đạo Phật không thấy như vậy. Mà đạo Phật là sao? Thì tôi nói rằng đạo Phật chủ trương là biết như thật, thấy như thật và nói như thật, chứ không có bi quan lạc quan. Biết như thật, thấy như thật và nói như thật. Chứ không có lạ, không có bi gì hết trơn. Đó. Thì bây giờ trở lại những cái câu chuyện mà của những người Phật tử họ nêu lên, thì tôi giải thích từng phần cho quý đạo hữu thấy. Điểm thứ nhất, Đức Phật nói nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước bể cả.
Thì cái câu nói đó là nhấn vào đâu mà nói? Đó là Phật nhấn vào cái lý luân hồi. Bởi vì một đời mình khóc nhiều lắm là đầy một sạp nước mắt là cùng. Làm sao còn biến cả được? Như vậy mà Phật nói nhiều hơn nước biển cả thì nghe nó quá đáng đi, phải không? Nhưng bây giờ Phật có lần Ngài đi ở trong rừng rồi với một đoàn tỳ kheo theo sau, rồi đến thấy có mấy cái sọ và mấy cái bộ xương người để Ngài đảnh lễ. Thì các thầy tỳ kheo ngạc nhiên quá, hỏi tại sao mà Phật lại đảnh lễ những cái sọ cái xương đó. Thầy Phật mới nói những sọ xương đó cũng là thân xác của cha mẹ ta nhiều đời trước. Như vậy thì các thầy tỳ kheo hỏi, như vậy thì Thế Tôn trong cái cuộc sống của Ngài từ trước đến giờ đã sanh đi tử lại chừng bao nhiêu lần? Thì Đức Phật nói trên cái thế gian này cầm cái dùi cặm xuống đất chỗ nào cũng trúng thân ta hết. Thì chừng bao nhiêu lần? Không biết bao nhiêu lần mà kể. Mà không biết bao nhiêu lần thì mỗi lần thì nước mắt cho chừng bằng một cái bình này đi, đẩy mình đi. Mà không biết bao nhiêu lần cặm lại của một người, rồi triệu người, tỷ người thì nước mắt chuyển nhiều. Đó, nói nhiều như biển cả là nói chung nhiều kiếp luân hồi, chứ không phải chỉ trong một đời này. Đó, rồi nói đó là nói tất cả chúng sanh, không có riêng một người. Đó, hiểu vậy thì mới thấy rằng không có quá đáng, phải không? Rồi cái thứ hai thì cục Phật nói rằng cuộc đời là đau khổ. Cuộc đời là đau khổ. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý Phật tử, trong cuộc sống hiện tại của mình, từ thuở bé cho tới bây giờ 50-60 tuổi đó, quý vị kiểm lại thử coi đời mình khổ nhiều hay vui nhiều? Khổ nhiều. Đó là nói cái khổ, mà nhiều khi mình nói cái khổ nổi thôi, còn cái khổ chìm nữa. Cái khổ mà nó âm thầm mà chìm nó ra không được nữa. Đó, bây giờ những cái khổ đó, bây giờ tôi đặt câu hỏi cho nó dễ thấy cái khổ. Như từ thuở bé đến giờ, trong cuộc sống của chúng ta, những điều được như ý và những điều bất như ý, quý vị kiểm là cái nào nhiều cái nào ít? Như ý thì chừng bao nhiêu? Nếu tính 100%, như ý thì bao nhiêu phần trăm và bất như ý thì bao nhiêu phần trăm? Như vậy thì nếu mà nói 100% á, thì cái như ý nhiều lắm là 20%. Tôi nói đó là con người gọi là phước đức lớn đó, phải không? Được 20% như ý, còn 80% bất như ý thì cái nào nhiều? Bất như ý nhiều, mà bất như ý là khổ là vui? Là khổ. Như vậy thì cuộc đời là khổ nhiều chứ làm sao là vui được, phải không? Đó, mà như vậy thì mỗi người đều có cái như ý ít mà bất như ý nhiều, thì trong hết cả thế gian thì không thật, không phải thế gian là bể khổ là gì, phải không? Đó, nghĩa là tràn trề là đau khổ. Đó, nhưng mà tại vì ở đời á, nói khổ là mình chán đi, rồi mình liều lĩnh, vì vậy mà phải tạo điều kiện này, điều kiện kia chơi cho vui, cho quên cái khổ. Đó là cái lẽ thực của cuộc đời. Như vậy thì Phật nói cuộc đời là đau khổ đó, là nói thật hơn nói dối. Thì Ngài thấy đúng như thật, nói đúng như thật thôi, phải không? Nhưng mà ở thế gian này có cái bệnh, cái gì nói thật thì người ta không chịu, phải không? Mình nói mà nói giặt giặt thì họ mới vui, nói thật thì không vui, phải không? Ví dụ như mình 600% mà muốn che mình xấu thì ta nói chị hơi khó coi chút, khó coi chút, nhiều đó đã là Phật lòng rồi đó,
Thế đây nó là chị xấu đó thì thôi, không có mặt mình, phải không? Thì như vậy nghĩa là phải hạn chế tối đa những cái nói thật. Nói ít vậy đó, vậy mà bà không chịu nổi. Còn nhiều khi thì xấu mà nói tốt thì chịu, phải không? Dở mà nói hay thì chịu, chứ không bao giờ chịu cái nói thẳng, nói thật. Mà đạo Phật là chủ trương nói thật. Cho nên người ta nghe nói thật cho người ta buồn. Tôi nói đạo Phật là vi hoa. Như vậy thì nói cuộc đời là khổ, đó là nói thật chứ, phải không? Nói thật mà người ta nói là vi hoa. Rồi cộng thêm cái nữa, thì họ nói về cái lý tứ đế. Thì cái tứ đế vừa nãy tôi dẫn thì một Phật tử họ biện minh vậy là đã rõ rồi, phải không? Trong tứ đế mà nói khổ đế trước đó, thì như vậy đó thì mình thấy nói khổ, đạo Phật nói khổ để rồi mình tiêu diệt khổ, chứ không phải nói khổ để rồi mình thở than, phải không? Còn ở cái gian nói vui, cuộc đời là vui là hạnh phúc, nhưng mà tự tử nhiều. Vậy tưởng là vui, tưởng là hạnh phúc mà tới chừng chạm sự thật rồi cái chán ngán ê chề quá, cái muốn tự tử. Còn mà bây giờ nếu cuộc đời là khổ thì cảm thấy khổ quá, nó là thường thôi, biết rõ rồi mà tôi biết mặt của chú rồi, chú là khổ, bây giờ chú tới tôi cũng là chuyện thường, không lạ lùng gì nữa, phải không? Vì vậy mà không có tự tử. Gan dạ. Thì như vậy cái thấy thật biết thật ấy, nó không làm cho người ta đột ngột, không làm cho người ta mất hết những cái thần tượng mà họ tưởng, phải không? Còn mình cứ tô điểm đời là vui, đời là hạnh phúc, mà tới đúng sự thật cái thì họ chán ngán quá, họ chịu không nổi. Rồi do chịu không nổi cho nên mới có những cái thái độ liều lĩnh. Đó là tôi nói để quý vị thấy cái cuộc đời Đức Phật nói nó là đau khổ. Bây giờ Phật nói cuộc đời là vô thường, con người là vô thường, sự vật là vô thường, thì nói cái đó là nói sự thật là nói gạt. Đó, bởi vì con người nguyên nó là vô thường, phải không? Nếu nó không vô thường thì chúng ta đâu có từ trẻ đến già rồi đến chết. Nó đổi luôn luôn, cho nên trẻ, trẻ rồi già, già rồi chết, đó là nói từng chặng lớn. Rồi còn sự vật ở bên ngoài cũng vậy, luôn luôn cái nhà mới rồi cũ, cũ rồi hư, phải không? Cái sự vật nào cũng vậy hết. Như vậy thì cuộc đời là vô thường, vô lạc thật, một sự biến chuyển không bao giờ dừng. Biến chuyển không dừng cho nên nói nó là một sự thật, chứ không phải nói tưởng tượng. Nhưng mà sự thật của Phật nói nó còn tột cùng nữa. Ví dụ như mạng sống của mình thì thường thường Phật tử mình định mình sống thì bao lâu? Có lẽ thì ai cũng tưởng tượng là mình sống là ít ra cũng 70, phải không? 70, đó là cái số mà bây giờ ai cũng hy vọng, phải không? Sống 70, nhưng mà lỡ chừng 40 là nó đau, nó sắp chết thì lúc đó có khổ không? Hoặc là tới 50 mà đau sắp chết thì là cũng hoảng hốt, là bởi vì mình tưởng mình dài, bây giờ thấy nó ngắn quá cái hoảng. Còn Đức Phật nói mạng rồi sống bao lâu? Bởi vậy cho nên có một thầy tỳ kheo, các chư tỳ kheo họp lại, Đức Phật mới hỏi, các thầy tỳ kheo, hỏi mạng người sống bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo đầu tiên ấy, Bạch Thế Tôn, mạng người sống được 60 năm. Đức Phật lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Thì chắc là quý tử bị Phật chê rồi đó. Rồi ông khác phải hỏi mạng người sống được bao lâu, thì ông nói Bạch Thế Tôn mạng người sống 50 năm. Phật cũng lắc đầu luôn. Rồi ông khác phải hỏi thì ông này ông rút ngắn lại, nói vài mươi năm. Phật cũng lắc đầu. Rồi hỏi người nữa thì người nữa nói mạng người sống 101 năm. Phật cũng lắc đầu. Rồi thấy cái người kế hỏi mạng người sống bao lâu thì ông rút ngắn lại, nói một tháng. Phật cũng không chấp nhận.
Rồi ông chết á, lúc ngắn nữa, ở mạng này sống bao lâu nữa? Vài ba hôm. Quá ngắn rồi. Nếu nói vậy là mình cự rồi đó, phải không? Đó, mà Phật cũng còn lắc đầu. Thấy ông cuối cùng chết á, ở mạng người sống bao lâu đó á? Một bữa ăn. Phật cũng lắc đầu, ông chưa hiểu đạo. Sao này thì sao cuối á? Phật hỏi mạng người sống bao lâu? Thì ông đó trả lời, Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở. Phật nói ông thấy đạo. Sống trong hơi thở thì quý vị thấy nó ngắn làm sao là ngắn, phải không? Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt câu hỏi lại, đặt câu hỏi lại, dầu cho 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi chết, nhưng mà cái phút chết đó, là cái phút làm sao? Thở khì ra mà không hít lại thì chết, phải không? Chết ngắn, chết dài gì cũng trong hơi thở thôi, phải không? Nghĩa là nghĩa thở khì ra mà không hít vô là chết, thì chỉ một hơi thở. Thì cái đó, bất cứ cái chết nào cũng chừng ấy vậy. Như vậy đó là thấy đúng cái lẽ thật, thấy tới được lẽ thật. Còn mình nói một chặng dài, chặng ngắn gì, cho tới bữa ăn đi nữa, đâu đợi ăn hết bữa ăn mới chết, phải không? Nó là thở khì ra mà không hít vô là chết liền rồi. Thì như vậy thì đó là Phật gọi là thấy đạo. Thấy đạo tức là thấy được cái lẽ thật. Mà thấy được lẽ thật thì đó Phật gọi là thấy đạo. Như vậy thì quý vị mới thấy học đạo là học cái gì? Học cái lẽ thật. Mà Phật phải chịu nói thật, thấy thật, nói thật. Cho nên những đó Phật nói vô thường như vậy đó là nói thật thôi, phải không? Nhưng người ta tại vì mình quen tưởng mình sống dai, sống lâu, nghe nói trong hơi thở ngán quá, sợ quá, mình nói thật đi qua. Đó là cái nói về vô thường. Bây giờ tới giới thân này thì Phật nói thân này là bất tịnh. Bất tịnh tức là nhớp nhúa. Mà thế gian này tất cả chúng ta có ai chịu thân mình là nhớp nhúa không? Bởi vì sự thật lúc nào cũng là chán chường, phải không? Cho nên người ta cố giấu sự thật. Bây giờ với con mắt của Đức Phật, Phật thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy thì Ngài nói lẽ thật như vậy. Thân này là nhớp nhúa, là bất tịnh. Bây giờ tất cả quý vị kiểm lại mình coi có đúng như vậy hay không? Đúng bòn, không chối cãi gì hết. Thì dầu cho chúng ta có khéo léo gì đi nữa thì những cái hở của chúng ta ở trong người nó bài tiết cái gì ra cũng đều không sạch hết trơn, phải không? Cái nào không sạch, cho tới con mắt, cho tới lỗ mũi là cái gọi là cao thượng khá đó, mà tới chừng nó bài tiết ra cũng không sạch như thường. Thì như vậy cả một con người mình là một khối nhớp nhúa. Nên rồi nhiều khi chúng ta nghĩ cũng tức cười, mình làm mà rồi mình quên. Tại sao người ta chế dầu thơm? Tại sao người ta chế xà bông thơm? Tại sao vậy? Quý vị trả lời dùm tất cả. Nếu mình là thơm tho thì mấy cái đó thừa rồi, phải không? Nhưng nó hôi quá, một lần nó chế cái đó để làm cho giảm cái độ hôi của nó, chứ gì đó. Thì như vậy khi mà nó chế cái đó thì mình đã biết rồi, biết thấy cái lẽ thật nó ra sao rồi, phải không? Thì như vậy Đức Phật thấy thấy cái lẽ thật đó, trọng cái lẽ thật đó mà nói cái lẽ thật, rồi thấy nói lẽ thật ra rồi ta nghe người ta sợ, phải không? Còn thế gian toàn nói giả nhau không, phải không? Hoàn toàn là nói giả chứ không có nói là thật. Bởi vậy rồi trong cái cuộc sống của chúng ta luôn luôn á, ai cũng dỗ ngực nói rằng tôi là con người tìm chân lý, phải không? Tôi tin chân lý, tìm chân lý, sống cho tới chân lý. Nhưng mà có chân lý không? Mình đi ngang mà ai liền bịt mũi nó hồi quá là mình nói thật không?
Nếu mình tìm chân lý thì cái đó là nó tà chó, phải không? Nó đúng đó là chân lý rồi, mà tại sao mình thánh? Thì như vậy thì rõ ràng là chúng ta sợ lẽ thật, phải không? Mà bởi sợ lẽ thật cho nên vừa ai nói tới lẽ thật là chúng ta nổi sân, nổi tức lên liền. Bởi vậy cho nên con người chúng ta tu nó khó. Quý vị cứ tham tu nó khó, cái sự thật có khó gì đâu. Nếu biết rõ là mạng sống trong hơi thở, biết rõ thân là nhớt nhúa, thì còn gì quý mà sợ ngủ ít đi nó bệnh, phải sợ ăn thiếu dinh dưỡng mình nó đau, hay sợ đủ thứ sợ đó, phải sợ mà mình thấy nghĩ mình khó, đủ thứ khó là tại vì mình sợ đó. Sợ làm vậy thì nó sanh ra bệnh này trước kia này kia, rồi nó khó tu đó. Rồi mình sợ sự thật, ai nói đúng sự thật chứ mình cố mình che giấu, cho nên nói cái sự thật cái sanh phiền não, phiền não nó phiền não khó tu, phải không? Như vậy thì nếu mà tất cả chúng ta thấy đúng như thật, biết đúng như thật thì còn gì có sợ nữa đâu, phải không? Quý vị nghĩ sang cả như hồi xưa là mấy ông vua, ông chúa ăn đủ thứ, phải không? Rồi dục lạc hưởng đầy đủ, nhưng mà khó kiếm ông nào sống được 70 năm, phải không? Thì như vậy thì thấy cái thụ hưởng không phải là để được sống lâu, mà chính cái người khéo tu, mình không đòi sống lâu, nhưng mà khéo tu thì tự nó sống mà. Chứ còn mà giả sử tôi nói một cách thật thà cho quý vị nghe, bởi vừa rồi có một người Phật tử nói thế này, bởi vì thấy tôi cất nhà bên Linh Chiếu có cái tệ tỉnh đường, nói thầy cất thì định bữa nào dựng thì có coi nhà chưa. Tôi nói làm rồi dựng chứ coi ngày cho giờ gì. Rồi cái người Phật tử nói nếu dựng gặp ngài pháp chủ thì sao? Rồi tôi mới hỏi lại Phật tử đó, tôi hỏi bây giờ đạo hữu kiếm giùm cho tôi một ngày nào đừng pháp chủ để tôi dựng nhà. Bây giờ quý đạo hữu kiếm được không? Thế gian là cất nhà ngày nào cũng ngày pháp chủ trên à? Chủ nhà đó không có thì bộ cũng chết. Chủ nhà không cất gần thì cứ sao cũng chết à? Mà chết thì chứ mà sát chủ thì vậy có nhà nào không sát chủ đâu. Nếu cái nhà đó mà nó còn được chừng 40 năm 50 năm thì nhà nào cũng bị sát chủ hết rồi, phải không? Thế như vậy thì hoặc là nó sát sớm hoặc sát muộn thôi, cái gì đó mà lửa chứ mới công. Thì quý vị mới thấy thế gian mình nó lãnh quẩn quá chừng, phải không? Cái gì cũng được cho sống dai, cho được tốt lành, được đủ thứ hết, nhưng mà sự thật có được như vậy đó. Hiểu như vậy rồi thì chúng ta mới thấy rằng cái sự sống của mình, nếu mình biết rõ nó không phải là quan trọng, mình nó không quan trọng rồi thì mình đừng thèm quý nó nữa. Mà không quý nó thì tự có thì giờ tu dễ dàng, không có sót. Nhưng mà có người họ nói vậy, quý đạo hữu nghe có phải không? Họ nói rằng bây giờ có những cái lối tu tiên hoặc là tu theo yoga, mình luyện để mình sống dai, khỏe mạnh sống dai. Thì bây giờ mình tu Phật, mình ứng dụng tu Phật không có cái cách luyện cho được khỏe mạnh sống dai, bây giờ mượn cái phương pháp tiên hay là phương pháp yoga để mình luyện, để mình sống dai hơn, để mình có thì giờ tu. Như vậy thì hay không? Thì quý vị nghĩ cái lý luận đó được không? Sao vậy? Bởi vì nhiều người cứ nghĩ rằng mình tập một phương pháp nào đó để mình sống dai thêm được 5 năm, 10 năm mình tu thì có lợi. Nhưng mà người đã quên đạo Phật là đạo giác ngộ, lát nữa chết mà giác ngộ cũng là tiếng. Sống thêm 20 năm mà si mê cũng là không tiếng. Mà nghĩ kéo dài thân này cho lâu á thì có phải là tham sân si không?
chi không? Mà biết mạng người trong hơi thở như Phật nói, mà cứ nghĩ cái dài nữa, phải không? Mà nghĩ cái dài nó tức là tha, mà nghĩ kéo dài nó tức là đã có cái chuyên trong đó rồi, thì trái ngay, trái thẳng với đạo giác ngộ. Nhưng vậy cho nên quý vị nhớ rằng chúng ta là người học Phật chân chính, thì bao nhiêu cái tâm niệm, bao nhiêu cái sức lực của mình dồn trong cái tu, mà nếu mình dồn được trong cái tu á, thì dầu cho mình có chết sớm mà một ngày mình tu đáng một ngày, còn hơn là mình sống dai mà mất chia để lo dưỡng sinh cho nhiều, phải không? Ví dụ ngày đó mình tu là được 6 tiếng, nếu mình không có bệnh gì khác, nhưng bây giờ mình bắt là tập dưỡng sinh mình hết 3 tiếng rồi, mình còn có 3 tiếng, thì như vậy kéo dài thêm 5 năm nữa mà ngày nào cũng bị chia bớt rồi, thấy không? Thì thêm 5 năm nữa cũng đâu có lời gì bao nhiêu, phải không? Nhưng mà khi mình tập đó mà được sống dai không nói gì, lỡ tập mà không sống dai thì sao? Uống về, phải không? Chừng đó mới tiếc. Bởi vậy cho nên với người Phật tử chân chính thì chúng ta cứ nghĩ rõ rằng cuộc sống này ngày nào còn khỏe mạnh là ngày đó còn tu, mà giả sử có bệnh có tu được không? Tu sao? Bây giờ bệnh tu sao với đại hữu nói tôi nghe coi. Chính ở trong cái chi bệnh đó mình mới chứng minh được những cái điều rất là hay. Điều thứ nhất là mình mới thấy Phật nói thân này là khổ, đau có vui đâu, phải không? Thì từ đó mình chứng minh được cái là khổ. Thứ hai nữa, chính trong khi đau đó mình mới thấy con người là vô thường, phải không? Rồi chính trong khi đau đó mình mới thấy không có ngã, phải không? Như vậy thì nhờ cái đau mà mình dễ giác ngộ hơn cái mạnh. Nhiều khi cái mạnh rồi người này rủ đường này, người kia rủ đầu kia, mắc lo hơn thua phải quấy quên tù, mà cũng quên giác luôn nữa, phải không? Rồi chính cái đau là cái cơ hội tốt để mà tỉnh, để mà giác, chứ có gì đâu mà buồn. Thành ra như vậy mình nằm một ngày đau là một ngày tỉnh giác trọn vẹn, chứ không có than, không có suy nghĩ. Thì như vậy đó, đau mà tôi còn hay nữa. Hiểu vậy là đừng không có mất thời giờ. Thế nhiều khi quý Phật tử mình có cái mất thời giờ, cái tâm cho mạnh để tu, vậy chứ không khi đau tôi muốn được sao? Bởi vì quan niệm tu nghĩ rằng tụng kinh mới tu, lễ Phật mới tu, ngồi thiền mới tu. Nhưng mà sự thật có tỉnh giác là có tu, phải không? Chính trong khi nằm mà hằng tỉnh giác đó là tu rồi. Hiểu vậy thì có lúc nào mà tu không được cái đâu. Thì đau tu theo đau, mạnh tu theo mạnh, phải không? Chứ không phải đau mà không tu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy mình không có lo, không có sợ gì hết. Cái tu thì lúc nào cũng là lúc mình tu được. Đó là tôi nói cho quý vị thấy. Bởi vì bình thường chúng ta quán thân này là vô thường, là vô ngã thì nó hơi khó, mà trong khi đau rất là dễ thấy, phải không? Thì như vậy tại sao không lợi dụng lúc dễ thấy đó để mà mau thấy đạo? Do đó cho nên đừng sợ lúc đau. Mà nếu đau mà không sợ nữa thì còn gì sợ. Mà đau không sợ rồi cái chết thì cũng không thành sợ luôn nữa, phải không? Mà biết mạng người trong hơi thở mà thở thì ra không ít lại thì chết, thì có gì nữa mà sợ? Không sợ đau, không sợ chết thì còn sợ cái gì? Như vậy thì mình sống rõ ràng là một con người hoanh liệt, phải không? Còn có nhiều người nói thì hoanh liệt, mà hoanh liệt với thiên hạ không hả? Mạnh hơn người ta đã biết người ta cho đó là hoanh liệt, mà chế bản thân mình thì sợ chết. Rồi có người nói thế này nữa, nói tôi không có sợ chết mà tôi sợ đau. Nói nghe thì cũng phải, bởi vì đau hành hạ khổ quá. Thì bây giờ quý Phật tử biết đau là cơ hội tốt để thấy được cái lý vô ngã, thấy được cái lý vô thường, thấy được thân này là khổ. Ba cái khổ, vô thường, vô ngã mình thấy được, chứng minh được trong lúc mình bệnh thì hay biết chừng nào, phải không? Thì như vậy cũng quan nghiêm cái đau cho thành thần nữa, phải không? Không sợ đau, không sợ chết thì còn sợ cái gì? Thì chắc có người nói sợ mà còn mê, phải không? Có phải vậy không?
không sợ đau, không sợ chết, nhưng mà có người nó còn sợ mê. Quý vị thấy phải vậy không? Nhưng mà bây giờ mình biết thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã rồi, lúc đó mình tỉnh thì có mê đó không? Phải không? Từ ngay đó mình đã tỉnh, đã giác luôn nữa rồi. Thì như vậy là tâm khi đau là lúc mình tu hay nhất. Quý vị thấy cho thật kỹ cái ý nghĩa này, thì cái cuộc tu mình rất là vui chứ không có khổ bao giờ, phải không? Chính là trong những cái khi mà người ta nơm nớp lo âu sợ sệt, mình vẫn bình tĩnh an vui. Trong khi đau cũng bình tĩnh thấy nó đau, trong khi chết cũng bình tĩnh thấy nó chết. Cho nên ở trong nhà thiền, ngài Động Sơn khi ngài đau sắp tịch thì cái ông sư trụ vô hỏi thăm, hỏi hòa thượng bệnh có cái không bệnh không, thì ngài trả lời: quý Phật tử đừng có sợ chết, mà khéo thấy được cái chết. Nếu thấy được cái chết thì mình hết chết, phải không? Đó, ví dụ như bây giờ chúng ta bệnh hấp hối, chúng ta cứ lo chết không à, rồi thành ra chúng ta chết. Bây giờ mình thấy thì coi nó chết là sao? Chết từ từ, từ dưới chân rất là lành lên. Chết tới đâu thì chết cái thân chết, cái khác thấy chết đâu có chết. Đó, thì ngay đó mình đã thoát khỏi cái chết rồi. Đó, những cái đó nó quá tế nhị đi. Mà thế gian thì không thấy, cứ quảng hốt, lo sợ cái chết. Nhưng mà không ngờ biết được cái chết thì mình không chết. Cái biết chết thì không chết. Đó, cho nên ngài nói ôi da tức là cái biết đau. Thấy không? Cái thân này là bệnh, là đau, nhưng mà có cái biết đau đó, cái đó nó không phải đau. Thì giờ chúng ta tu trong khi bệnh hoạn mà mình biết có cái không bệnh hoạn, rồi mình thấy cái thân bệnh hoạn, rồi thấy nó hoạn, thấy đủ thứ hết, thì mình khỏi hoạn. Còn mình chấp cái thân này là mình á, thì khi nó hoại thì mình chơi với hoảng hốt. Đó là tôi chỉ cái sự thật cho tất cả quý vị thấy. Thì chúng ta tu là như vậy, chứ đừng nghĩ rằng ngồi thiền cho có hào quang phát ra rồi biết bay đi này kia đó, chuyện nó xa vời lắm. Mà cái thực tế là mình làm chủ, mình thấy được mình, biết cái nào là mình thiệt, cái nào không phải mình thiệt, thì để nhìn nó, thấy nó rồi thì những cái không phải mình đó, nó có hoại, nó có tan thì cười thôi, không có khổ, không có chút nào gọi là đau khổ hết. Thì đó là cái khéo tu của mình đó. Như vậy thì tất cả những cái mà trong nhà Phật nói đó là cốt nói cho mình cái lẽ thật. Nhưng mà nói lẽ thật á, thì cái người biết được, thấy được tới đó thì tin, nhưng mà người chưa biết và chưa thấy tới đó thì họ không tin, phải không? Bây giờ tôi nói thí dụ như có một người học giả nghiên cứu về khoa học, có bằng tiến sĩ, biết mọi thứ địa, biết mọi thứ nguyên tử phân tử rành lắm, nhưng mà giờ vô trong xóm nhà quê có mấy đứa chăn bò ngồi lại nghe ổng nói chuyện. Ông nói nào phân tử, nói điện trên trời chứ may không. Nói cho ông nói chuyện nghe không được. Thấy không? Nó không tin nổi. Như vậy là ông nói những cái đó nó không tin nổi. Là có hay là không có? Nhưng mà tại vì nó không có nghiên cứu cái đó, nó không học cái đó, thì làm sao nó tin nổi cái lời của ông nói. Như vậy thì ông nói đã thật, mà bị người ta phê bình. Phải không? Ở cũng vậy, Đức Phật nói đã thật mà bị chúng sanh phê bình. Phê bình là bi quan, phê bình đủ thứ hết. Giờ còn cái này nữa, như hồi nãy tôi nói,
nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước bể cả đó, là Đức Phật căn cứ trên lý luân hồi mà nói. Mà tại sao Đức Phật dám y cứ trên lý luân hồi? Bởi vì khi Phật tu chứng quả thành Phật thì lúc đó cái mà được kể nhiều nhất là tam minh. Quý vị nhớ tam minh phải không? Tam minh được cái thứ nhất là thiên nhãn minh, cái thứ hai là túc mạng minh, cái thứ ba là lậu tận minh. Mà cái thiên nhãn minh á thì ngài nói rằng với con mắt trí tuệ của Phật bằng thiên nhãn đó, ngài nhìn thấy chúng sanh luân hồi trong lục đạo như người đứng ở trên cái tầng lầu tư, nhìn xuống ngã ba đường thấy kẻ đi qua đi lại rõ ràng, chứ không phải là suy lý nữa. Ngài thấy người ta luân hồi trong lục đạo, ai tạo nghiệp gì, đi đường nào, thấy rõ ràng đó. Vì vậy mà cái thiên nhãn minh nó cũng gọi là sanh tử minh, tức là thấy cái gốc sanh tử của chúng ta. Rồi cái thứ hai nữa là túc mạng minh, tức là nhớ, ngài nhớ vô số kiếp trước của ngài, những chuyện trong nhà muốn ước kiếp mà ngài nhớ như nhớ chuyện hôm qua. Mà ngài thấy như vậy và ngài nhớ vậy thì ngài nói như vậy thôi, tin không tin là chuyện của chúng ta, phải không? Bây giờ chúng ta không tin thì có quyền với chúng ta, nhưng mà ngài thấy ngài nói, cho nên tôi nói là Phật nói như thật, biết như thật, thấy như thật và nói như thật. Đó, cái thấy của ngài, cái biết của ngài thì ngài nói ra đúng như cái thấy tôi biết thôi, còn cái chuyện tin không tin là quyền của người sao. Thì như vậy nếu mà căn cứ trên hai cái mình đó đó thì quý vị thấy, một là về lý luân hồi là thiên nhãn minh, hai là túc mạng minh thì cũng là lý luân hồi, phải không? Cái gì nó còn lãnh quẩn, và còn lãnh quẩn thì do nhiều kiếp nhiều đời lại thì cái đau khổ nó nhiều như nước biển cả. Thì như vậy cái lý luân hồi đó quý vị thấy nó hợp lý không? Dễ tin hay khó tin? Chính bây giờ cũng có nhiều người còn ngờ đó là tại e Phật nói chặt, hay là tại vì mình thấy chưa tới. Bởi vì Phật nói là không nghi, Phật nói những cái kiếp trước, cho nên trong kinh kể đó, Phật nhớ là đời trước ngài sanh ở đâu, là làm con người gì, chức phận thế nào, là cha tên gì, mẹ tên gì, ở đâu, ngài nói không có một tí nghi ngờ. Thì như vậy đó là cái túc mạng minh ngài nhớ. Rồi cái thiên nhãn minh thì ngài thấy, ngài thấy và ngài nhớ, thì cái đó là lẽ thật của thầy. Ngài thấy tức là thấy, nhớ tức là biết. Thấy như vậy, biết như vậy thì ngài nói như vậy, mà tin không tin là chuyện của mình bây giờ. Nhưng bây giờ quý vị thấy có lý để tin không? Thật ra trên thế gian bây giờ nó có nhiều lý do mình không thể chối cãi được lẽ đó. Nếu không có sự luân hồi làm gì có mấy vị thành đồng, phải không? Mà nếu không có sự luân hồi thì ở thế gian này không có những cái người ta gọi là thiên tài đó. Mà bây giờ nói rằng như quý Phật tử và chúng tôi, mà riêng chúng tôi thì điều đó tin như là mắt thấy, chứ không phải tin bằng tưởng tượng nữa. Bởi vì không có ai ở trên thế gian này mà không có dính dáng với việc quá khứ. Bây giờ quý đạo hữu nhớ lại mình có cái gì dính với quá khứ không? Mình nhớ mang máng chút thôi, có không? Tại sao có những đứa bé sinh ra trên đoạn trai mắng chân mặn? Mà tại sao có những đứa bé sanh trong gia đình đạo Phật mà lại theo đạo Chúa? Rồi có những đứa bé sanh trong gia đình đạo Chúa mà lại theo đạo Phật? Có những cái nó lạ lùng lắm. Mà hơn nữa là ví dụ như bây giờ tu, thì như tôi, chúng ta tu được chút chút vậy đó, thì quý vị thấy
là phóng viên tôi nói câu mà tôi có tu trước rồi. Thì với quý vị thử gì tưởng tượng thôi. Nhưng với tôi thấy đó là một lẽ thật. Nếu đời trước không có tu thì đời này tôi cũng không có tu được như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái tu á, nó là một sự tích lũy chứ không phải bỗng dưng. Cái tu giống hệt với cái học vậy thôi. Thì mình trước mình có học cái gì đó bỏ thời gian quên, bây giờ vô mình nhắc lại cho dễ nhớ, phải không? Thì cũng vậy, đời trước mình có tu cho nên đời này nhắc lại cho mình dễ hiểu. Vì đó là những cái điều mà chúng ta thấy nó như là thật chứ không có nghi ngờ. Còn hơn nữa là nói theo thế gian bây giờ, nhìn cho kỹ trên nhân gian, quý vị thấy có một cái gì chỉ có mặt rồi nó mất luôn. Luôn bạc tâm bạc tích, và nó không có cái từ ban đầu, từ những cái thời quá khứ mà bóng dưng nó có mặt không? Không có quá khứ mà bóng dưng có mặt. Và khi có mặt rồi thì ngang đó mất cho mất luôn, không còn tái lai trên thế gian này nữa, có không? Chắc không có. Bởi vì rõ ràng như hồi xưa chúng tôi thường hay nói, quý vị, chúng ta chỉ cần lấy một nồi nước, một nồi nước hay là nửa nồi nước, thì nửa nồi nước chúng ta để ở cái chỗ mát thường thì để hoài cũng còn hoài, phải không? Mà nếu chúng ta bắt lên cái bếp chúng ta nấu á, từ sáng tới chiều thì nồi nước lên tập nó cạn khô, mà nó cạn khô là nó hết nước, phải không? Nếu căn cứ trong cái nồi thì nó hết nước thiệt, nhưng mà có phải hết thiệt không? Nghĩa là hồi xưa thì mình cứ nhìn trong cái nồi thấy cái nồi hết nước thì nói là hết nước, chứ đâu ngờ nước đâu có hết, phải không? Chỉ là biến đổi từ thể lỏng sang thể hơi, rồi qua thể hơi mắt thì không thấy, rồi qua thể hơi rồi nó còn lại thành nó hết, rồi đọng lại cái rồi nó rơi xuống thành nước trở lại nữa. Đó là trường hợp thứ nhất, là từ nước biến thành hơi. Bây giờ cũng một cái nồi nước đó, nếu mình có cái tủ lạnh đó mà đẩy vô tắm, thấy chiều lấy ra thì sao? Nó thành một khối, phải không? Như vậy thể lỏng nó cũng có thể biến thành thể cứng, thể lỏng có thể biến thành thể hơi, nó đổi hình trạng luôn luôn mà không bao giờ mất, phải không? Không phải mỗi lần đổi hình trạng là mất, mà mình cứ tưởng mất không, thấy hết nước là mất, chứ đâu có mất, nó chỉ là một sự chuyển biến. Mà có cái nào chuyển biến như vậy mà nó không có cái ban đầu và không có cái sau nữa không? Nước bỗng nhiên mới có trong nồi là lần thứ nhất, phải không? Hay là nó đã có từ bao giờ rồi, rồi vô nồi đây là mới một chặng thôi, một khoảng thôi, phải không? Thì như vậy nước tuy nguyên quá khứ thì nước nó có từ bao giờ mình cũng không biết. Đó. Rồi bây giờ cái từ cái nồi này mà nó bốc thành hơi nó khô đi thì ngay đây là hết chưa? Mà phải chừng nào hết nữa thì cũng không biết chừng nào hết, cứ lanh quanh như vậy, không có cái ngàn thục, phải không? Tìm quá khứ thì tìm không kết, không có tới chỗ ban đầu của nó, nói về vị lai thì không nhớ tới chỗ cuối của nó. Thì như vậy cái dòng luân hồi thế nào bao nhiêu rồi từ nước cho tới đất tới cái gì trong thế gian này cũng là như vậy, không có một cái gì mà có một trạng này mà không có trước không có sau, phải không? Thì như vậy thì có người mình cũng vậy, có mặt hiện nay là một trạng thôi, tuy nhiên quá khứ nó cũng vẫn có từ bao giờ, rồi nghĩ tới vị lai thì nó cũng có không biết bao xa, chứ không phải có một trạng đây là hết. Do đó cho nên chúng ta mới thấy Đức Phật với cái nhìn bằng con mắt thiên nhãn
Ngài thấy rõ chúng sanh luân hồi trong lục đạo, mất thân này rồi thì tìm thân khác cứ theo nghiệp mà dẫn đi. Lành có, dữ có, thì cái nghiệp đó thì giống là như nước. Quý vị thấy, nếu nước ở trong cái độ nào đó thì nó vẫn là nước hoài hoài, phải không? Mà nếu đổi cái độ nóng hơn thì nó lần lần nó bốc thành hơn. Thì cái đổi cái nóng hơn đó là mình tạo cái duyên, phải không? Cái duyên nóng hơn thì nó biến đổi thành hơi, tạo cái duyên lạnh hơn thì nó thành khối. Thì như vậy nước có thể thành khối, nước có thể thành hơi, tùy theo cái duyên. Mà nhà Phật gọi là duyên nghiệp đó. Mình đây cũng vậy, mình có thể trở lại làm người, mình có thể bị đọa trong ba đường ác, mà mình có thể sanh lên các cõi trời. Nếu ở trong luân hồi mình khéo tạo duyên, phải không? Như vậy đó, cái tạo duyên đó là tu, là khéo ứng dụng, khéo tạo duyên. Hiểu vậy thì tất cả chúng ta ở trên thế gian này mà Đức Phật nói những cái lẽ gọi là khó hiểu là lý luân hồi, phải không? Mà lý luân hồi Phật nói người ta khó hiểu là Phật muốn gạt hay là Ngài suy lý mà nói? Không phải gạt mà là suy lý, mà Ngài biết như thật, thấy như thật và nói như thật thôi, phải không? Như hồi nãy tôi đề ra đó, đó. Thì như vậy thì cái chủ trương của Đức Phật thấy như thật, biết như thật và nói như thật, cho nên cái thấy biết của Ngài, Ngài nói là thật ra đó, còn chuyện tin không tin thì tùy. Cũng như hồi xưa mà Phật nói rằng ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới, ai mà tin? Tự nhiên tân kinh nói hằng hà ta số thế giới, thế giới nhiều như cát ở sông Ganh, hay là mình nói thế giới nhiều như cát trong Đồng Nai. Quý vị tính cát trong Đồng Nai dùm tôi coi. Mà Phật đã nói thế giới nhiều như cát sông Hằng, thì những lời nói đó hồi trước người ta chỉ biết trời tròn đất vuông, tin được lời đó không? Nhưng mà Phật thấy như thật thì Ngài cứ nói, phải không? Thấy như vậy thì Ngài nói như vậy. Rồi Phật nhìn trong thân Ngài thấy có vi trùng, Phật nói trong thân người có vi trùng vô số. Mà Nguyên Văn Chữ Hán nói nhân thân chi nọ hữu vô số vi trùng, tại trung di trú. Trong thân này có vô số vi trùng, nó ở ẩn trong. Thì Phật thấy vậy, Phật nói vậy. Hồi đó ai tin? Nhưng bây giờ mình tin chưa? Thì như vậy mới thấy rằng cái chủ trương tôi nói nãy giờ đó là Phật thấy, biết và nói như thật. Chứ Ngài không gì lã, người ta không hiểu, Ngài không nói. Nghĩa là Ngài thấy như vậy thì Ngài nói vậy. Còn tin không tin là chuyện đó quyền của người ta, phải không? Ngày nay họ không tin, nhưng biết đâu mai hốt họ tin. Nghĩa là thấy sao thì Ngài chỉ nói như là thật nữa thôi. Như vậy thì tất cả những cái điều mà Phật nói ra ở trong kinh đó là Phật nói những lẽ thật do mắt Ngài thấy, do trí Ngài hiểu, phải không? Hiểu, thấy hay là biết và thấy đúng như thật, rồi Ngài trình bày cho chúng ta. Vì vậy mà từ những cái thật con người là đau khổ, cái thật con người là vô thường, cái thật con người là nhớt nhúa, cái thật của con người là vô ngã, vân vân đó, đó là những lẽ thật mà Phật nói. Nhưng mà Phật nói nó khác hơn những triết gia nói. Triết gia nói thì các ngài suy lý, các ngài nói rồi nói thôi. Còn đây Phật nói cái gì ra thì Ngài đều có dạy cái pháp ứng dụng. Đó, ví dụ nói luân hồi thì Phật dạy mình ứng dụng sao? Nếu các chú chưa có muốn ra khỏi luân hồi thì các chú lựa luân hồi chỗ nào tốt, phải không? Đừng có luân hồi chỗ xấu. Nếu mà vô trong nước mà vô trong tủ thành khối cứng đau quá thôi, giờ là thành hơi cho vui, thôi tạo luôn cái sức nóng cho nó mất thành hơi. Còn nếu mà muốn thành khối cứng thì cứ tạo sức lạnh để nó thành khối. Thì như vậy nói cái nào rồi thì chỉ cái lối. Thì Phật nói luân hồi trong lục đạo đó, thì ba cái lành là trời, A Tu La người, ba cái dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ bảo biết sáu đường đó rồi thì phải đi ba đường lành, đừng đi ba đường dữ. Mà muốn đi ba đường lành phải làm sao? Phải giữ năm giới, phải tu thập thiện, đó là điều kiện để đi ba đường lành. Còn nếu làm thập ác vân vân, đó là xuống ba đường dữ. Ngài chỉ rõ ràng vậy, chứ không phải nói tới đó rồi thôi. Mặt nó luân hồi, sao nó luân hồi? Không phải.
thấy rồi, biết rồi, thì chỉ cái lối để mình chọn lựa. Mà chọn lựa đó là tu, phải không? Như vậy tu có nghĩa là chọn lựa cho mình một cuộc đời tốt đẹp của ngày nay và tốt đẹp luôn cả ngày mai, nếu mình chưa muốn giải thoát. Đó, thì như vậy đó là cái chủ yếu của Đạo Phật. Cho nên tất cả quý vị, chúng ta được học Phật thì chúng ta phải khéo dùng trí mà nhận, chứ đừng có chỉ tin không. Tin không thì không hay, mà phải dùng cái trí mà suy ra mà thấy. Ví dụ như Phật nói vô thường thì chúng ta dùng trí mà xét thì rõ ràng đúng là sự vật vô thường. Phật nói cuộc đời là khổ, chúng ta dùng trí mà xét thì thấy. Phật nói con người là vô ngã, nếu chúng ta dùng trí mà xét thì cũng thấy rõ vậy. Thì những cái điều đó sống bằng trí tuệ, mà đã là bằng trí tuệ thì sao? Trí tuệ thì thấy lẽ thật, phải không? Mà thấy lẽ thật thì mới chấp nhận được cái lời của Phật nói. Mà Phật tử mình bây giờ sao? Sống bằng trí hay sống bằng lòng tin? Đó. Phật dạy thì dạy mình phải sống bằng trí để thấy lẽ thật của Phật nói. Nhưng mà bây giờ mình sống như cái lòng tin không à? Bởi lòng tin thì sao? Bởi tin cho nên dễ bị gạt. Thấy không? Tin thì bị người ta gạt. Nếu bằng trí tuệ thì ai gạt mình được? Thấy không? Bởi vì sống với lòng tin cho nên bị người ta gạt hoài. Tại sao mà bị gạt? Bây giờ tôi kể một vài điểm bị gạt cho quý vị thấy. Bởi sống với lòng tin cho nên có ai đó mang hình thức người tu rồi nói những cái điều không phải Phật nói mà mình cũng truy tình. Với cái tin cho nên rồi bị gạt. Nói gần nhất là nếu mà Phật tử năm nay bệnh hoạn thì tới tôi cũng sao cho nghe hết bệnh cái gì. Tin không? Cái dội vàng đi tin đi cúng đó. Thì đó là khống chế lòng tin, phải không? Chứ không có chút trí tuệ nữa. Rồi ví dụ như Phật tử mà trong nhà có giận lộn đánh lộn với nhau rầm rầm, cái tới thầy hỏi tại trong nhà con sao mà nó xào xáo quá, thầy coi thì nói cái bếp thay cái hướng đó đó cho nên trong nhà xào xáo, nó về về sửa cái bếp lại. Rồi cái nghe vậy cái về sửa cái bếp, phải không? Như vậy ta sống bằng cái gì? Bằng lòng tin. Bởi vì chồng vợ có những cái điểm bất đồng, phải không? Những điểm bất đồng đó mà hai người không có hóa giải được thì đầy lộn cái gì, phải không? Thì ông Táo ổng có chen như vậy đó bao giờ, phải không? Mà hai người không có chịu hóa giải thì sửa ông Táo sửa ông Bến, thì cái chuyện thật là nó không có lý lẽ gì hết trơn, phải không? Không còn một chút lý lẽ. Mà không có lý lẽ thì còn gì là trí tuệ, còn gì là sự thật, phải không? Vậy đó mà Phật tử giờ cứ tin nào hào, cứ lo sửa bếp, lo sửa thì coi sao, cúng sao để cho hết bệnh, để cho trong nhà hết xào xáo, mà không sửa lòng mình, không sửa cái tâm mà gọi là cái tâm bất đồng đó để hợp nhau. Như vậy thì quý vị mới thấy hợp cái đạo chân thật mà lại tin cái lừa dối, phải không? Bây giờ như vậy thì quý vị có bị gạt nhiều ít? Tôi nói vậy để cho quý vị thấy rằng chúng ta học cái đạo chân thật thì phải có trí tuệ thấy đúng với lẽ thật. Mà có trí tuệ thấy đúng lẽ thật đó là chúng ta tu, thấy được lẽ thật đó là tu. Chứ không phải đợi dùng công phu nhiều. Mà hầu hết Phật tử mình bây giờ nói tới tu rồi nói tới công phu rồi, cho nên người nào cũng than con có thì giờ tu, phải không? Ai mắc lo làm ăn không có thì giờ tu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, thì giờ tu là thì giờ làm cái gì? Tụng kinh phải không? Phật không cần tụng,
Bây giờ quý vị nghĩ tụng kinh sao mà gọi là tu? Tụng kinh để Phật nghe là Phật làm chứng cho mình, mình tốt nước phải không? Cái điều này tôi thấy nó hết sức là vô lý. Kinh là Phật nói, rồi tụng là mình đang tụng là cho Phật nghe. Sao Phật quên? Phật nói ra thì sẽ lâu nghe Phật quên, cho nên mình đang tụng để nhắc cho Phật nhớ. Thế vậy đó gọi là mình tu. Tôi chuyển nó thật là vô lý làm sao? Thế còn Phật đã dạy mình tu là phải đổi ba cái nghiệp ác, thân, miệng, ý mình đừng có tạo ác, thấy không? Thân không làm ác, miệng không nói ác, ý không nghĩ ác. Thì bây giờ quý vị thấy, hồi xưa không biết tu thì ý có thể nghĩ tứ tung, bây giờ biết tu rồi thì nghĩ cái quấy cái liền bỏ, nghĩ cái sai liền dẹp. Thì lúc nào quý vị không tu? Bây giờ làm gì làm việc có cái ý vậy là mình bỏ liền thì lúc đó cũng tu rồi, phải không? Rồi lời nói hồi xưa không biết thì giận ai thì thôi la cho đã miệng, phải không? Bây giờ biết rồi, mở miệng nói ác là có tội, là cái nghiệp xấu. Thì bây giờ thì khi nói chuyện bạn bè ngồi buôn bán, mình bán hàng người đó họ trả giá, họ nói như là không đúng, không xứng đáng, lẽ ra hồi xưa là mắng họ chứ sao đã giận, phải không? Giờ giờ với tôi rồi họ trả không chính mà cũng cười nói cái nhỏ nhẹ nó à, cái đấy không hợp, không vừa ý chị, nó chị đừng mua cái rồng, phải không? Mình lựa từng lời nói vậy có tu rồi, như vậy trong lúc bán hàng cũng là tu chứ đâu phải không tu, phải không? Thì làm sao nó không có giờ tu? Cái gì nghĩ sao? Bây giờ có người nào không tu được không? Thì trong trường hợp nào cũng là tu được hết trơn. Ngồi bán hàng cũng là tu, đi ngoài đường cũng là tu, ngồi chơi cũng là tu. Nghĩa là mình dò từng cái niệm, từng cái ý niệm. Cái xấu là bỏ, cái tốt mình làm. Lời nói xấu là chừa, lời nói lành thì mình nói. Rồi những hành động xấu là bỏ, hành động tốt thì mình làm. Thì như vậy đó là lúc nào gọi là lúc không tu, mà có người nào lại không tu được, phải không? Tại vì cái quan niệm rằng phải tới giờ đến trước Phật tụng kinh mới gọi là tu. Bởi vậy người thở dán than dài tu không được, mắc bệnh làm ăn tu không được. Tôi đâu có đòi quý vị điều đó. Mình tu á, nghĩa là sửa những cái dở thành cái hay, cái xấu thành cái tốt. Thì giờ nào mình biết sửa là giờ đó biết tu rồi, phải không? Như vậy thì tất cả quý vị đây còn ai than nữa không? Ai than tu không được nữa không? Đó, thì chỉ có các chưa chịu tu thôi, chứ đừng có than tu không được, phải không? Nếu chịu tu thì ở đâu tu cũng được, lúc nào cũng tu được hết. Đó là tôi nói tu theo cái nghĩa là chuyển nghiệp ác thành nghiệp thiện. Còn nếu tu giải thoát lại càng hay hơn nữa. Chính khi mà quý vị va chạm với người đời, mình thấy họ sanh, mình thấy họ si, trong những khi đó mà mình đừng bắt chước sanh, mình đừng bắt chước si, phải không? Ví dụ giờ mình tỉnh nè, lại có cái anh bạn ảnh sai rượu lè nhà, ảnh lôi mình vô ngồi quán rượu, thì khi ảnh sai lè nhà đó là ảnh tỉnh rồi mà. À, rồi mình tỉnh đây á, thì mình tỉnh để cho mình tỉnh, ảnh mê để cho ảnh mê. Tại sao ảnh kéo mình vô cái mình làm mê sao ảnh? Thì như vậy đó là nếu mà mình biết rằng mình đang tỉnh, ảnh đang mê, thôi thì để ảnh mê, mình giữ tỉnh đó mình tu rồi. Còn cái này mình biết thành mê rồi ảnh đó là không biết tu, phải không? Đó. Còn bây giờ ví dụ như mình nói chuyện với ai đó mà chạm tự ái thì họ nổi sân, họ hét lên, họ nói bậy lên, thì lúc đó là họ đã sai hay là đúng? Họ đã sai rồi thì mình sai theo là mình nên giữ đúng. Nên sao? À, thì họ sai thì mình phải đúng chứ, phải không? Như vậy thì mới có kẻ phải người ấy. Tại sao họ sai rồi cho mình sai theo? Thì như vậy đó là đâu có biết tu, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy ở giữa thế gian này đâu có chỗ nào là chỗ không tu được, phải không? Chỗ nào cũng là chỗ tu hết á, mà tại mình chưa chịu tu. Chưa chịu tu thôi.
Thế là đó, thì mình thấy cả rượu chè mình không rượu chè đó là mình tu, thấy cả sân hận mình không sân hận đó là mình tu, phải không? Những cái gì va chạm với mình đều sáng suốt nhìn thấy rõ, rồi chưa rồi tránh những cái dở, thì đó là lúc mình tu chứ gì, phải không? Như vậy thì quý đạo hữu còn than với tôi nữa thôi. Chắc hết lý do than rồi, chỉ còn có lý do là chưa chịu tu thôi, phải không? Chứ còn không có than, không có thì giờ tu nữa đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên đường tu này là một cái lẽ chân chính thiết yếu, bởi vì biết tu là biết hướng mình trở về con đường thẳng, làm việc hay, làm việc tốt, phải không? Thì như vậy cái tu là cái thiết yếu của cuộc đời của con người, còn không biết tu là thả trôi, phải không? Thả trôi mình theo những cái dở, những cái xấu, thì cái đó là không biết tu. Mà không biết tu vậy thì cái xã hội nó sẽ đi tới đâu? Và nếu mỗi người biết tu hết thì cái xã hội đi tới đâu? Đó, cho nên ở trong xã hội mà người biết tu nhiều thì đó là chuyển xấu thành tốt. Còn nếu không ai chịu tu hết thì từ tốt nó lùi xuống xấu, phải không? Như vậy mới thấy rằng cái đạo đức là cái thiết yếu cho con người, nó cần trong cuộc sống, cũng như là không khí cần cho cái thở, để phải không? Nếu mà cái xã hội muốn đẹp, con người muốn tốt thì cái tu là thiết yếu. Tu đây tôi không nói tu theo Phật, theo Chúa, theo gì hết, mà nếu ai biết sửa thành tốt gọi là tu hết, phải không? Thì ai biết bỏ cái xấu để thành tốt, tránh cái dở để thành hay, thì đó là tu rồi, phải không? Nghĩa là tu từng lời nói, tu từng hành động, tu từng ý niệm. Thì như vậy không phải đợi đi chùa sám hối mới tu, phải không? Sám hối rồi ra la oan tròn chưa chắc đã tu, phải không? Đó, thì quý vị hiểu cái nghĩa tu mà Phật dạy, nó không có phải là xa vời mà nó là thực tế. Đó là tôi chỉ cho quý vị thấy đại khái Phật giáo là thấy như thật, biết như thật và nói như thật. Đó, thấy biết nói như thật chứ không có bi quan mà cũng không có lạc quan, phải không? Mà nếu thấy biết nói như thật đó, ai nhận được thì người đó sẽ tỉnh, sẽ giác. Bởi vì thấy biết nói như thật đó là do giác ngộ mà Phật thấy, giác ngộ mà Phật biết, phải không? Rồi nói theo cái giác ngộ đó. Bây giờ mình nhận được lẽ đó và sống theo lẽ đó thì mình giác là mềm, mình cũng giác ngộ rồi. Như vậy đó là tôi khuyên quý vị sẽ giác ngộ. Mà giác ngộ đó là đúng đệ tử Phật. Phật tử là con của bậc giác ngộ, phải không? Phật giác trước, mình giác sau. Phật giác nhiều, mình giác ít, chứ không có nghĩa là mê nữa, phải không? Như vậy thì quý vị đồng ý rằng chúng ta tu sẽ giác hay là sẽ mê? Sẽ giác thì đừng có mê tín nữa nha. Mê tín tức là mê đó. Nhớ gì, mê tín tức là mê. Mà giác thì thấy đã thật. Mà thấy đã thật thì con người đó là con người đúng đệ tử của Phật. Thôi nghe đề nghị. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng con. Nguyện vị thử cân đức khổ cập thứ nhất thế ngã đằng dư chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Thôi giờ đã tôi nói cái bài mà hồi nãy giờ đã hữu ở đây hỏi mà tôi chưa trả lời đó ha. Đây là để nhắc cho tất cả quý Phật tử biết cái sự tu hành của mình. Như hôm nào tôi nói, có lẽ cái đề tài này tôi đã có nói ở trên Đà Lạt. Tôi hỏi quý vị Phật tử, hỏi rằng ở ngoài Bắc kêu ông Phật là ông Bụt, mà trong Nam á và Trung á thì kêu là ông Phật, thì như vậy kêu Bụt là chúng
hay kêu Phật là trốn, quý vị thử trả lời tôi coi. Kêu cái gì trốn? Thì đây là một vấn đề, nó có tính cách lịch sử một chút, mà nhiều khi quý Phật tử thì ít có thấy rõ. Đứng về lịch sử mà nói, thì ngoài Bắc là cái chỗ mà được những vị tăng Ấn Độ đặt cái chân lên truyền bá đạo trước. Dạ. Bởi vậy cho nên người Ấn mà nói thẳng với người Việt thì nói ông Phật là Bụt, vì chữ Buddha à, đó. Còn ở trong Nam mình á, và Trung á, kêu ông Phật là Phật á, là gốc từ sau khi Phật giáo ở Trung Hoa thịnh hành, có in tạng kinh rồi, rồi từ đó truyền qua Việt Nam, thì mình đọc trong tạng kinh thấy chữ Phật là gì? Chữ nhân bằng chữ Phật. Rồi đọc là Phật. Mình đọc Phật đó là đúng cái âm là Bụt, mà mình đọc là Phật đó, nó lệch đi, là mình phát âm theo cái chữ Hán mà mình đọc ra tiếng Việt. Như vậy thì nó xa hơn như kia. Như vậy chỉ cần nói thẳng là tiếng Bụt và tiếng Phật để chứng minh rằng Phật giáo ở Bắc đã có trước lâu mà trực tiếp từ người Ấn truyền. Còn Phật giáo ở Trung và ở Nam đợi có Trung Hoa thịnh hành, có tạng kinh bằng chữ Hán, và bữa nay mình mới thừa kế mình đọc, cho nên mình mới đọc âm là Phật. Mà chữ Buddha thì đó là người giác ngộ, Trung Hoa dịch là giác giả đó, là người giác ngộ. Như vậy đạo Phật, như hồi sáng mai tôi nói là nói thấy thật, biết thật và nói thật. Mà thật là giác, biết đúng là thật, tức là giác chứ đâu có mê. Phải không? Mê làm sao biết là thật. Cho nên chủ yếu đạo Phật là giác. Phật là người giác ngộ, đạo Phật là con đường và phương pháp đưa mình tới chỗ giác ngộ. Phải không? Đó. Như vậy mà mình tu ở đây mình không giác gì trời. Bây giờ giả sử tôi hỏi quý vị tu bao nhiêu năm rồi, có giác chút nào chưa? Thì quý vị trả lời sai. Giác chưa? Không ai dám nói giác. Phải không? Nói giác nó to quá. Không ai dám nhận là mình có giác. Nhưng mà sự thật học Phật mà không giác là không phải đạo Phật. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy, người Phật tử bắt đầu vào đạo thì phải học ba cái môn gọi là tam huệ học đó. Tam huệ là gì? Là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Đó, ba cái huệ học là cái cửa vào đạo, vào đạo Phật. Nói như vậy thì tôi đi từ thứ tự cho quý vị thấy. Cái văn huệ, cái văn là nghe, do nghe mà phát khởi trí huệ. Bây giờ Phật tử đi chùa để làm gì? Nhưng mà sau này tổ chức đi cúng thập tự đó là làm gì? Là làm gì? Thành ra đúng ra trong nhà Phật, Đức Phật có dạy rõ trong Kinh A Hàm, Phật nói thập tự đi chùa là cốt gặp tăng ni. Gặp tăng ni để chi? Là cốt để được hỏi đạo. Hỏi đạo, rồi hỏi đạo, rồi phải lắng nghe. Đó, nó tới cái văn nè. Lắng nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ rồi đúng, đem ra ứng dụng tu hành. Đó là năm điều kiện Phật tử đi chùa. Mà bây giờ đi chùa là cốt lại Phật cúng Phật kia rồi, phải không? Cho nên đi tới 15 phút đủ. Mà đi được nhiều chùa là Phật tốt. Là đúng. Như vậy thì đâu có nghĩ đi để nghe, phải không? Mà đi để lại, để cúng. Như vậy thì văn huệ là do nghe mà mở sáng trí huệ. Mà bây giờ mình không chịu nghe làm sao mà sáng, phải không? Đúng với lại đó là nghe hay là tin? Đó là tin thôi chứ mà không có huệ. Vì vậy cho nên nó trái với cái tinh thần đạo Phật. Bây giờ đầu tiên là nghe, nhưng mà cái nghe này, văn huệ này, nó có nhiều thứ. Hoặc là trực tiếp nghe quý thầy giảng giải,
mà cái nghe đó phải từ cái hỏi mà ra. Chủ yếu đạo Phật bắt mình phải hỏi nhiều hơn là bắt giảng. Tại sao vậy? Bởi vì Phật tử thì đa số người học cao, người học thấp, người hiểu rộng, người hiểu hẹp, phải không? Nó khác nhau. Chính cái mình thắc mắc mình hỏi đó, nó đúng cái bệnh của mình. Cho nên mình hỏi thì mình nhớ hoài. Còn tới mà thầy bắt ngồi cái giảng qua, giảng tới 2-3 tiếng hồi về, nhiều thì có nhiều đó, mà không nhớ gì hết. Phải không? Đó, vì vậy mà cái hỏi là cái thiết yếu. À, vì vậy mà có văn huệ, thì muốn có văn huệ thì phải có cái thưa hỏi. À, và khi mà văn huệ đó là do trực tiếp nghe, hoặc gián tiếp là qua kinh sách mình đọc, mà mình nghiên cứu, hoặc giả là mình bây giờ có phương tiện là nghe băng rồi chẳng hạn, thì cũng là cái văn huệ đó. Nha. Thì như vậy, hoặc là trực tiếp nghe, hoặc là đọc kinh sách, hoặc là nghe gián tiếp qua các nguồn băng chẳng hạn, đó là văn huệ. Nhờ nghe mà trí tuệ mình mới sáng. Như văn huệ rồi á, thì phải cộng tới cái tư huệ mới thấy đạo Phật chủ trương dạy chúng ta không phải nghe mù quáng, nghe mà phải cộng theo cái suy nghĩ của mình nữa. Suy nghĩ nó có hai cách. Một cách suy nghĩ để thấy được cái lời Phật dạy là đúng. Một cách suy nghĩ để biết cái người dạy mình đó là tà hay là chánh. Ví dụ như giờ tôi nói Phật dạy tất cả chúng sinh ở trên thế gian này, ai ai cũng đều bị cái vô thường nó thiêu đốt, phải không? Hay là nó tiêu hủy, như ở trong kinh Bát Hoa nói cái nhà lửa đó, cháy rực đó, phải không? À, thì ai từ người tới cảnh đều bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt. Nhưng bây giờ mình nghe vậy đó, mình tin không thì chưa hay. Mà mình phải dùng cái suy tư của mình, mình hỏi rằng mình có bị cái vô thường nó thiêu đốt không? À, rồi quý vị mới nhớ, thở nào đó mình 15-17 tuổi, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh, phải không? Rồi lần cái 30-40 tuổi, bây giờ tới 50-60 tuổi thì thấy da nhăn hóa tốt lần rồi, phải không? Nó cứ nó đuổi từ từ, cái tới ngày nào khô cằn cây nhã là chết. Như vậy thì rõ ràng cái vô thường nó đuổi mình, rồi đó phải chỉ riêng mình, rồi người này, người nọ, người kia, nhìn kỹ tất cả người đều bị vô thường chi phối hết, phải không? Rồi đó phải chỉ người thôi, mà cái nhà, cái cây, cái gì chung quanh mình cũng bị vô thường thiêu đốt, phải không? Tự suy nghĩ cho đáo để thấy, à như vậy Phật nói vô thường là đúng, là chân lý, thì cái đó gọi là tư huệ. À, rồi còn cái trường hợp thứ hai là cái trường hợp mà người họ dạy mình mà mình chưa biết cái đó là chánh hay là tà. À, không phải là một vị tăng, một vị ni nói cái gì ra cũng là chân lý hết. Mình đừng có tin như vậy, mà mình còn phải khảo sát lại, tức là phải suy tư lại cái lời nói đó đúng hay là sai. Như tôi nói hồi sáng đó, tôi nói giả sử hai vợ chồng gầy lộn rồi tới thầy nói hôm nay gia đình con cào xấu quá, không biết tại sao. Thế ông thầy ông dở lịch ra ông coi, thì ông nói là hoặc là tại cái ngôi sao gì đó, hoặc là tại thay cái bếp hướng nó không hợp chẳng hạn, cho nên trong nhà xào xáo. Nghe vậy đó mình tin chưa? Hay là mình phải suy nghĩ lại? À, nếu mà nói cái ngôi sao gì đó nó làm cho gia đình mình xào xáo thì xét phải có lý gì không? Ngôi sao đó ở đâu mà làm sao nó chen như trong chuyện nội bộ của mình được, phải không? Mà hỏi giờ hai người mà cãi xào xáo là từ cái gì mà ra? Rõ ràng là mình bất đồng ý, trong khi ai cũng chấp lẽ của mình bàn đó là đúng, người kia cũng chấp, rồi ai cũng chấp chặt như nãy giờ nói, bởi chấp chặt cho nên cãi, mà cãi thì tất nhiên rồi nó xào xáo chứ gì. Chồng vẫn vợ vẫn chồng là tại không có hòa chứ, phải không? Bây giờ nếu bỏ đừng thèm cãi nữa, hòa nhau thì
có cần cúng không? Không cúng là cúng chẳng, gia đình rất êm ái như thường. Thì như vậy, cái bảo cúng, nó là một lẽ thật, có giá trị lý luận, hay là chỉ mà cái nói bâng quơ? Người xét vậy, nếu thấy nó là bâng quơ, thì cái này ông thầy dạ không trúng rồi, thôi không có tin, phải không? Đó. Còn những cái khác cũng giống vậy, thì hiểu vậy, thì quý Phật tử mới có cái tư huệ, nhờ cái tư đó mà mình không lầm, không bị người ta gạt, không đi được tà. Chứ nếu không có cái đó thì mình dễ lầm, dễ bị gạt. Bởi vì cái hình thức người tu chưa chắc đã là người tu. Mà người tu phải có thấm nhuần được giáo lý của Phật dạy, ứng dụng được lời Phật dạy trong cuộc sống, phải không? Thì mới gọi là người tu. Như vậy, nếu vì cái hình thức người tu nói đâu mình nghe đó, thì mình lạc về mê tín, phải không? Cũng như vừa rồi có một bà Phật tử, bà nói như vậy, tôi nghe tôi cười quá trình. Vì ông chồng của bà mới mất, thế là có ông thầy lại, ông thầy nói chồng bà bây giờ thiếu nợ ở dưới ông phủ trước mấy chục ngàn. Bây giờ bà phải mua giấy tờ giấy tiền nhà bạc về tôi đốt, tôi cúng cầu nguyện cho để ông trả nợ, thì ông mới đi được, thôi mắc kẹt ở dưới. Đó, bà mới quá thôi, bà mới sắm giấy tiền nhà bạc. Nhiều rồi, rồi nói, bây giờ có cái tiền tiền bạc thì xuống dưới, ổng có tiền trả nợ rồi, bây giờ ổng không có chỗ mà ổng lang thang tội nghiệp, tôi cắt cái nhà cho ổng. Đó, rồi mới dán cho cắt cái nhà rồi nó có cái nhà, không có ai coi chừng cũng được, phải có người, dán hình nộm qua nó cắt, thì tính ra tới 45 ngàn trong cái đám đó. Làm đủ hết rồi, cái đốt cái rồi. Rồi bà nó hỏi tôi, thưa thầy, làm vậy có lợi ích gì không? Có lợi ích gì cho cái người chết hay không? Tôi mới nói, một là làm kiểu đó là người chết ở tù. Nói sao ở tù? Tôi nói tiền ở trên này, mấy cái người mà họ làm cái tiền như bạc đó, họ không có giấy phép, mà không được chính phủ kiểm duyệt gì hết, mà đang dưới xài đó là xài tiền giả ở tù. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là giam ổng ở dưới suốt đời, bởi vì nó xuống địa ngục thì cách nhà cho tốt, đang dưới bắt ổng ở dưới luôn, không sẵn đi đâu hết. Đó, như vậy là giam ổng luôn. Thì quý vị thấy những cái tiền thật là nó vô lý làm sao mà người ta tốn biết bao nhiêu tiền bao nhiêu của. Đó là những cái điều sai lầm mà người đời cứ nghe. Như vậy thì một ông thầy nói vậy mà mình cứ tin thì có thể là hại hay không? Bởi vậy cho nên mình phải có cái tư huệ. Nghe nói vậy là mình phải suy nghĩ, xét đó, coi lời nói đúng hay không? Mà nếu không đúng thì tất nhiên mình đừng có tin, phải không? Mà như vậy cái xét đoán đó là cái trí huệ của mình. Đó là cái thứ hai, tư huệ. Mà tư huệ rồi á thì mới đi tới cái tu huệ. Như vậy tu huệ là khi mình xét đoán đúng, mình ứng dụng mình tu, thì cái tu đó nó không sai, không lầm, thì gọi đó là tu huệ. Thì như vậy trên con đường tu của mình, từ cái văn đến cái tư rồi cái tu, ba cái đó nó hỗ trợ nhau, nó giúp cho mình đi tới cái mục đích. Nhưng mà văn huệ văn văn là đủ, mà lâu lâu còn bổ túc. Ví dụ quý Phật tử nghe tôi nói pháp một lần đủ chưa? Lâu lâu ra nghe thêm, bởi vì bữa nay nói ở một khía cạnh này, hôm khác nói ở một khía cạnh khác, bởi vì Phật pháp là vô lượng pháp môn mà, phải không? Không phải một pháp, cho nên tuy có nghe, ví dụ nghe cái pháp này rồi thì mình về ứng dụng tu pháp này, rồi hôm nào đó nghe thêm cái pháp khác để mình bổ túc cho cái pháp mình đã nghe. Như vậy thì càng nghe nó càng sáng thêm, rồi càng sáng thêm thì cái tu càng rõ ràng. À, như vậy thì trả lời đã hiểu rồi chưa? Nhưng mà văn huệ, tư huệ, tu huệ, ba cái đó là mới cái chặng đầu của người Phật tử thôi. Qua cái chặng thứ hai
cũng có ba cái nữa. Quý vị biết ba cái nữa là ba cái gì? À, ba cái nữa là giới, định, tuệ, đó là tam vô lậu học. Ba cái đầu là mới có cái trí huệ để khỏi có lầm, khỏi có lệch lạc. Nhưng mà muốn giải thoát sanh tử thì phải thêm ba cái cao là giới, là định, là trí tuệ. Ba cái cao đó mới đưa mình tới chỗ giải thoát. À, bởi vậy cho nên ba cái cao gọi là ba cái vô lậu học, tức là ba cái môn học không còn rơi trong tam giới nữa. À, gọi là tam vô lậu. Thì ba cái đó trước hết là giới. Thì như quý Phật tử tại gia giữ năm giới là cái gốc. À, nhờ giữ giới cho nên rồi mình tu thiền hay là niệm Phật tâm nó mới định. Thôi ví dụ như có người mới ăn cắp người ta chiếc đồng hồ, về mình giấu đâu đó, cái bây giờ lại ngồi niệm Phật lần chuỗi hay là ngồi thiền, lúc đó có yên không? Cái nhớ đồng hồ để chỗ đó không ta thấy không? Bởi sao không biết chủ nhà có tới lợi đây để lục xót hay không? Ngồi cứ nhớ như đó không thì làm sao niệm Phật yên được, làm sao tu thiền yên được, đỉnh được, phải không? Vì vậy cho nên giữ giới, mình không có phạm cái lỗi lầm đối với người, cho nên tâm mình nó dễ yên. À, vì vậy cho nên từ giữ giới rồi mới tu thiền. À, tu thiền thì tâm nó mới yên định, hay là niệm Phật thì tâm mới được nhất tâm, phải không? Vì vậy mà giới rồi bước qua định. À, dùng một phương tiện tu để tâm an định, mà do tâm an định trí tuệ nó phát sáng. À, thì cái trí tuệ này nó khác với cái huệ học hồi nãy. Cái trí tuệ này nó không phải là cái trí tuệ do học mà được nữa, không phải do cái văn huệ mà được, mà trí tuệ này do cái gì được? À, từ cái tu tức là thiền định hay là nhiếp tâm đó mà nó đi tới cái trí tuệ. Thì như tôi thường nói với quý Phật tử đó, tôi nói chúng ta tu nó nhờ hai cái trí, là trí hữu sư là văn huệ, mà cái trí vô sư á là do nhờ cái định mà phát ra tuệ. Thì cái trí tuệ định mà phát ra phải là vô sư trí. Như tất cả quý vị ở đây ai cũng tin là mình có cái trí, mà cái trí do học mà được hết, phải không? Nghĩa là nhờ học cho nên mình hiểu cách này, cách nọ, cách kia. Nhờ học mà mình thấu triệt được cái giáo lý Phật, nhờ học mà mình biết được triết lý thế gian như vậy. Thì tất cả cái hiểu biết đó là do học mà được. Nhưng mà cái học mà được á, đó là cái trí thực của mình hay là cái trí mượn của người? Cái học mà được á là cái mượn của người. Mà có lẽ khoa học lần lần nó tiến tới cái chỗ mấy cái người máy chắc họ cũng không bằng mình hoặc hơn mình nữa, phải không? Đó. Bây giờ quý vị thấy cái tế bào não của mình ta bắt chước ta làm được rồi, những cái gì họ nói cái nó thâu vô đó, mà nhất là những cái nhà bác học mà dạy nó cái nó thông minh hơn mình, phải không? Nó nhớ dài hơn mình. Thì như vậy thì cái trí của mình đây mai mốt thua nó là lần sau đây, phải không? Đó. Vì vậy mà chúng ta mới thấy nếu mà chúng ta cứ nghĩ cái trí học được đó là trí của mình đó, thì một ngày nào đó mình bị lạc hậu. Như vậy thì ngoài cái trí đó mình có trí nào khác không? Bởi vì nếu mà cái trí học được thì quý vị nhớ thế gian thường gọi là cái kiến thức đó, phải không? Cái kiến thức đó hồi mình 7-8 tuổi có kiến thức không? Không có. Rồi lớn lên đi học, kẻ học môn này, người học môn khác, phải không? Lần lần lên thì có những cái kiến thức, mà có những cái kiến thức sai biệt nhau là do học mà được. À, tôi nói ví dụ gần nhất là nếu một người em đi học rồi cái sao theo đạo Chúa, người em theo đạo Phật, rồi người học Chúa thì nghiên cứu giáo lý Chúa, người học Phật thì nghiên cứu giáo lý Phật. Thời gian hai anh em gặp nhau có cãi không? Cãi đó là do cái gì mà cãi?
Do cái kiến thức mình mới du nhập mà, phải không? Ở ngoài đem vô chứ đâu phải là của mình sẵn. Hồi còn 5-10 tuổi anh em đâu có cãi vụ đó, phải không? Không phải. Mà bây giờ có học, có tìm kiếm rồi trình đó mới cãi nhau. Cãi nhau là do cái quân ở bên ngoài, chứ không phải là cái thật của mình. Nhưng mà rồi người ta cứ chấp kiến thức là mình thật. Bởi chấp kiến thức là mình thật cho nên rồi ai có những kiến thức gì đó được dồi dào nhảy bén cái thì cho mình là khôn, phải không? Còn ai ít ít thì cho là sợ. Nhưng mà trong đạo Phật á thì nói rằng cái đó là cái hữu tư trí, cái trí do thầy dạy mà được, trí đó chưa phải là cái cứu kính chân thật của mình, mà còn cái trí vô sư á, cái đó mới là thật. Mà chính vì vậy cho nên quý vị nhớ Đức Phật khi mà ngài ngồi thiền với cội bồ đề đó, lúc đó ngài nghiên cứu cái gì, học cái gì, ngài tâm nhập thiền định, phải không? Mà tới cái việc tận định rồi à, thì sau này chứ mới hoàn toàn giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó là sau diệt hết các cái niệm tưởng, bởi diệt tận định nó gọi là thọ, diệt thọ tưởng định đó, những thọ tưởng đều lặn hết, lặn hết rồi nó phát ra cái trí tuệ mới được giác ngộ. Thì cái giác ngộ đó là cái trí tự mình mà phát ra, gọi là vô sư trí. Mà chính cái vô sư trí đó mới là cái trí biết tất cả đúng như thật. Mà trí đó là trí của mình, thì trí đó có thể ai học được không? Mà như vậy thì những người máy sau này có bằng mình cái trí đó không? Nó như vậy cho mình mới hơn đó, phải không? Mình viết được cái trí đó, mình khai thác được trí đó, mình mới hơn. Chứ không thì cái trí do học thì chắc ngày nào đó mình thua mấy người máy nữa. Quý vị mới thấy cái trong nhà Phật cho chúng ta những cái rất là kỳ đặc. Nhưng mà gần đây á, thì có nhiều người khi mà học lối tu thiền này, họ đâm ra nghi. Họ nói như là thầy bảo rằng mọi cái vọng tưởng phải buông hết. Mà buông hết thì là cái kiến thức mình học lâu nay bỏ hết sao? Buông hết thì nó quên. Nó quên như vậy nó liễm mất hết trơn rồi ngu ngốc sao?